Ba địa phương có tỷ lệ nhiễm cao là Bắc Giang tỷ lệ gần 20%, Hà Nội hơn 15% và Phú Thọ là 14%. Nguyên nhân là do người dân có tập quán ăn gỏi cá, thịt sống, rau thủy sinh không nấu chín và lây truyền từ chó mèo. Trong năm ngoái, từ nguồn thuốc viện trợ của Tổ chức Y tế Thế giới, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương đã cấp hơn 13 triệu viên thuốc và tẩy giun an toàn cho 13 triệu lượt học sinh tiểu học, trẻ em từ 2 đến 5 tuổi và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại 37 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm cao. Qua khám sàng lọc đã phát hiện và điều trị hàng chục nghìn bệnh nhân bị các bệnh giun sán.